Sư sư cô sư là sư tên gì, pháp danh sư tên gì sư? Pháp danh của con là Pháp Cảnh. Pháp Cảnh. Pháp Cảnh. Pháp Cảnh. Dạ, còn sư sư con này là sư là Minh Thông anh nào? Minh Thông. Pháp Cảnh. Dạ. Minh Thông. Con hỏi anh mình tên gì nhỉ? Dạ con hả? Dạ con tên Khánh. Dạ. Vậy hai sư là hồi trước kia là hai sư mình tu ở chùa nào vậy sư? Minh Thông. Minh Thông và sư Pháp Cảnh. Con có một cái thời gian ở 4-5 năm con tu trong chùa. Dạ. Mà trong 4-5 năm đó thì con chắc con tu trong 4-5 chùa. Dạ, nó có cái nhân duyên luân phiên thay đổi về để mình học á. Dạ. Nên là cũng không cũng khó nói là ở trụ xứ một cố định chỗ nào. Dạ. Tại mình theo sư phụ đi đâu mình đi đó. Dạ. À, sư phụ cũng gieo duyên nhiều thì mình đi theo. Như là sư Minh Thông là mình đi tu là từ lúc bao nhiêu tuổi vậy sư? Đi có cơ duyên mình đi năm 2013. Bây giờ là sư bao nhiêu tuổi vậy sư? Bây sư nay 35 tuổi rồi. 35 tuổi rồi. 35 tuổi là cũng lớn rồi chứ thôi. Nửa đời người rồi. Dạ. Nửa đời người rồi. Dạ đúng rồi, 60 năm cuộc đời lại là hơn nửa cuộc đời. Dạ. Còn mà sư Minh Cảnh, Minh Cảnh là dạ cười rồi, Minh Cảnh là Pháp Cảnh. Pháp Cảnh. Được. Còn thì sư không thích nói về tự tư. Chỉ chia về một pháp thôi. Đây cũng chia về một pháp rồi. Cái này con cũng mới xuất gia, con đang tu tập sa di, cũng chưa có thọ giới rồi. Được sư phụ tìm giới không? Tìm giới sa di thôi. Chứ giấy tờ thì con là phải bác sĩ. Sư Minh Thanh là Minh Thông là sẽ theo vậy như là tu hành đạo đà đúng không? Dạ, thì con mới theo thầy Minh Tuệ là 3-4 tháng nay thôi. Đó đúng rồi. Nhưng mà đã từng đi với tăng đoàn của sư Minh Tuệ chưa sư? Lúc mà cái đợt ở Đà Nẵng Quảng Nam thì con có đi chung với các sư huynh của mình. Thấy cái hạnh của sư Minh Tuệ tốt thì con theo. Vậy là mình đi với tăng đoàn sư Minh Tuệ là được thời gian bao lâu? Cũng được 3 tháng mấy 4 tháng rồi. Nói chung là cũng vinh dự đi cùng chung tăng đoàn với sư Minh Tuệ. Là cũng vinh dự đấy. Nhưng mà ý là sư đi là tới lúc mà tăng đoàn tan rã luôn hay là sao sư? Không, mà cái lúc mà sư Minh Tuệ tan rã ở Huế. Sau đó một ngày con mới bắt xe ra ngoài Đà Nẵng đó. Thì con mới tìm mấy chợ các huynh đệ để mình tìm các huynh đệ đó. Thì mình thấy các huynh có tiếp tục đi cái con đường từ Quảng Nam đó. Lên Đà Nẵng thì mà từ Đà Nẵng lên Quảng Nam á, rồi từ Quảng Nam lên Trung Trung thì mình mới có cái dịp để mà là theo để mình học cái hạnh của mình, rồi mình đi theo sư Minh Tự, sư Minh Trí rồi đó, thì các vị đó đang đi đó mình theo mình học. Trong cái thời gian 4-5 năm là sư Minh Thông tu tập như vậy, mình có gặp cái chướng duyên gì không sư? Sư phải chia sẻ cho mọi người biết. Không thể thì cái người tu hành thì lúc nào cũng phải có cái chứng duyên, tức là những cái trong tâm mình á cũng là những cái chứng duyên. Trong tâm là có thể mình nghĩ chưa có thông, hoặc là mình gặp ngay chính những cái nghiệp chướng của mình thì nó cũng gọi là chứng duyên rồi, hay là cái trở ngại rồi. Còn nói về những cái trở ngại bên ngoài thì nó không có, chủ yếu là mình trở ngại về cái tâm thức của mình. Trong quá trình đi tìm con đường giải thoát mình đâu có nhiều cái trở ngại, mà chủ yếu là diễn biến trong cái tâm thức mình, cái suy nghĩ, những cái thấy biết, những cái phiền muộn đó là những cái chứng duyên của mình. Thì mình tu từ từ mình nhận diện nó để mình hóa giải nó. Trong thời gian tu tập thì sư vậy, như sư có cảm thấy có cái lúc nào đó, cái giây phút nào đó sư có cảm thấy là mình nản chí không sư? Chắc con nghĩ cũng có đó.
cũng có một cái thời gian có, nhưng mà nó chỉ thoáng qua thôi. Tức là có những cái lúc mình kiểu như mà mình không có tìm được cái lối thoát đấy, trong cái vấn đề, trong cái suy nghĩ, trong cái thấy biết của mình, trong cái cách giải quyết vấn đề của mình đó, mình chưa có rõ ràng như vậy nên mình có hơi hơi gọi là thối tâm, nhưng mà nó không có, nó không ảnh hưởng nhiều. Tức là mình vẫn, khi mình đi tu thì mình vẫn xác định được là con đường tu là con đường gian nan, rất là khó, ngày là gặp nhiều thử thách, nên mình thấy những cái đó thì mình cho nó là những cái trải nghiệm, những cái thử thách để rồi mình nhận diện, mình vượt qua, để mình, tức là mình trong mình rơi vào cái trạng thái đó thì mình tìm nhiều cái cách thức để mình vượt qua. Thì mình có những cái thời gian nó chững lại, có những cái thời gian nó mình cần gặp khó khăn, nhưng mà mình đều quán chiếu được và áp dụng được cái pháp Phật đó, với lại những cái năng lượng suy nghĩ và thấy biết tích cực thì mình vượt qua được. Là trong cái thời gian tu tập là 13 hành đầu đề đó, là con thấy là cái hạnh dạng như là ngủ nguồn là khó nhất đúng không sư ha? Nhưng mà như sư tu tập là sư là đã ngủ nguồn hay là sư ngủ tập? Con chưa tập được cái đó. Chưa tập được cái ngủ nguồn. Tại vì con ngồi thiền bây giờ nếu mà trung bình thì con cứ dài có 2 tiếng thôi. Con đang tập từ từ để mình cái vấn đề là mình phải ngồi, mình tập ngồi cái dài được suốt rồi mới tính tới cái chuyện là ngủ ngồi. Bởi vì cái ngồi thiết già cho nó thẳng, nó lớn, cho nó đàng hoàng, rồi mình mới ngủ ngồi được. Bởi vì cái ngủ ngồi mình cũng phải ngủ bằng thức già, chứ còn nếu mà mình ngủ qua theo khác thì nó rất ảnh rất có thể là ảnh hưởng đến cái cơ thể, sức khỏe của mình. Thì con cũng cảm nhận được như vậy, nên mình khi mà mình như cô chú ngồi bình thường mà ngồi bán già hay ngồi bình thường bắt chéo chân á thì sẽ không bao giờ giữ thẳng lên được, và thấy cơ thể của mình nó sẽ không có thoải mái nhẹ nhàng được. Nhưng mà khi anh ngồi thức già mà anh ngồi quen rồi á, có thể chừng 2 tiếng 3 tiếng á, thì anh thấy cơ thể mình lúc nào nó nhẹ nhàng thoải mái. Tức là mình đã ngồi thức già rồi thì không có suy nghĩ gọi là bậy bạ, có thức già lên là giống như mình tỉnh thức chánh niệm để mình ngồi thiền vậy đó, nó là cái tự động như vậy. Thành ra là khi mà mình ngồi được cái thức già, tức là mình đang tập thiền rồi. Khi mà mình tập thiền thì cái cơ thể mình nhẹ nhàng, đó là cái thần, cái khí, cái lực của mình nó mới có, thì bước vô cái ngủ ngồi mình mới làm chủ được thân tâm, nó không có mê. Thì có thể mình hủy nó, nhưng mà mình cũng đủ cái khả năng để kiểm soát, thì lúc đó mình mới nên ngủ. Như sư ngồi này, dạy như sư ngồi kiết già là dạy như thiền luôn sư. Ngồi kiết già này cũng vậy luôn, mình bắt kiết già, mình kéo kiết già thì cái tâm mình nó cũng vô hình dung là kéo mình lại với cơ thể. Đó là những cái tâm thức của mình, những cái suy nghĩ của mình nó cũng ở trên thân thôi.